Đây là dĩa chuối sáp mình vừa mới luộc xong á, ngon quá các bạn ơi. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Đây là chuối sáp á, chuối sáp vườn của nhà mình á các bạn. Hôm nay mình sẽ luộc chuối sáp. Ăn chuối sáp luộc rất là ngon mà lại tốt cho sức khỏe. Ăn để giảm cân thì mình sẽ luộc như thế nào? Mời các bạn cùng vào bếp theo dõi mình làm. Thì mình sẽ đi rửa sạch cái bụi ở bên ngoài của quả chuối sáp. Đây, mình sẽ rửa cho nó sạch cái phấn và cái bụi bám bên ngoài quả chuối sáp. Mình cắt cái cuống cho nó gọn gàng nha. Gác chuối vào trong rổ cho nó ráo nước. Mình hứng sẵn nửa xoong nước. Bỏ chuối vào xoong. Bỏ thêm vào đây một nắm muối hột. Mình luộc muối hột để cho chuối tí nữa nó ngọt mà. Chuối đậy vung lại và để lửa trung bình. Nồi chuối của mình sôi 25 phút rồi này các bạn. Mình găm thử thấy là đã mềm lắm rồi này. Mà không thấy nước vỏ gì hết trơn á. Chuối mềm rồi thì mình tắt bếp. 25 phút nấu trên bếp. Nấu sôi trên bếp, sau đó tắt bếp và ủ 10 phút. Sau khi ngâm được 10 phút thì mình vớt ra bỏ vào trong thau nước. Bỏ chuối vào trong ô nước này các bạn. Mình sẽ bỏ vào đây vài viên đá cho nước nó lạnh. Giảm nhiệt độ của chuối để cho chuối nó nguội lại để mình có thể ăn được ngay và vỏ chuối nó không bị quá đen nha các bạn. Tí nữa nó cũng đen thôi nhưng mà nó ít đen hơn. Thì nó cũng nứt rồi này các bạn. Đó. Mình lột ra nha. Đây. Lột rồi này các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Chuối sáp ngon không? Đó. Còn nóng hôi hổi nè. Vàng ươm rất là ngon nha. Bình thường thì mình không có lột hết ra đâu, nhưng mà hôm nay là xem những quả chuối của mình này. Cái đen nó hơi bị hư á các bạn. Thì mình sẽ cắt bỏ cái chỗ hư này đi. Đó, mình giữ lại cái phần không hỏng này nha. Chuối sáp vừa ngon vừa giảm cân á các bạn. Đó, đây, chuối của mình đây. Đây là chuối sáp mình vừa mới luộc xong á các bạn. Nó ra mật ngọt mà ăn bùi thơm, rất dẻo, rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.